Chào các bạn, hôm nay con sẽ review cho các bạn một sản phẩm là một bộ cọ của Nick. Mà hộp sắt như thế này, bộ cọ này nó có gồm rất là nhiều sản phẩm cọ nhỏ trong đây. Và ở đây cọ đầy đủ của nó có 12 cây cọ. Và các bạn có thể để trực tiếp những cái keo với kéo cắt ni của mình ở trong đây rất là tiện. Rồi cọ của chúng ta có thể di chuyển rất là dễ dàng, vừa bằng hơn bàn tay của mình thôi. Rồi bây giờ mình sẽ review từng cái cây cọ một trong bộ cọ này nhé. Mình sẽ review 3 cây cọ lớn nhất trong bộ cọ là 3 cây này. Cây cọ đầu tiên là cây cọ đầu như thế này. Cây cọ này là cây cọ tán nền, lông cọ rất là mềm nha mọi người. Và mọi người có thể sử dụng ngay cái bảng của chúng ta này để chúng ta làm bảo trộn nền để tiện cho chúng ta. Và mỗi lần dùng xong chúng ta dùng cái bông tẩy trang lau sạch đi. Các bạn để đổ một chút kem nền lên đây, sau đó các bạn tán. Đây là cọ kem nền của chúng ta rất là mềm mịn nha mọi người. Đó, rất là cọ kem nền. Tiếp theo là cái cọ má hồng. Hôm nay có 2 cây cọ thì chúng ta dùng cây cọ nào là cọ má hồng là được cả. 2 cây cọ này thì đây mình dùng cái cọ này là cọ má hồng. Anh chéo hai bên, chất lông cọ rất là mềm. Các bạn có thể sử dụng màu lên và cái độ bám phấn của bộ cọ này cũng rất là ok. Đó. Còn đây là cây cọ này để mình làm cọ khối. Cọ khối là mình đánh cái khối sáng tối ấy. Mùng này. Một chút vào 2 số mũ chẳng hạn. Đây là cọ khối sáng tối nhá. Còn những cây cọ nhỏ, ở đây trong bộ cọ này nó có 2 cây cọ giống nhau, là 2 cây cọ này. Mình nhìn không ạ? Thì cái cây cọ này là mình sẽ làm cây cọ tán lông mày. Đó. Còn cái cây cọ này thì mình sẽ sử dụng để mình làm kẻ mí mắt. Đây ạ. Nhớ kẻ gel kẻ mắt mọi người nhé. 2 cây cọ này, một cọ lông mày và cọ gel kẻ mắt. Tiếp đó là những cái cây cọ giống nhau nữa. Thì 2 cây cọ này. Một cây bản to, một cây bản nhỏ. Cái bản to này mọi người này là mình sẽ sử dụng để mình đánh highlight kem cho sống mũi hoặc là đánh kem che khuyết điểm sáng ở cái vùng mũi và hai bên mắt. Còn cái cây cọ nhỏ này mình dùng để kem che khuyết điểm những vùng mụn đỏ hoặc là vết thâm nhá. Đây là 3 cái cây cọ mắt. Đây, mọi người nhìn rõ không ạ? Cái cây cọ này là cây cọ to trong cái 3 cái cây cọ nhỏ nhất này là cây cọ to nhất, thì các bạn sẽ dùng để đánh bầu mắt như này. Tiếp đó là dùng cái cây cọ nhỏ này hơn, chúng ta để lấy màu để nhấn vào đuôi mắt này chẳng hạn, hoặc là nhấn cả cái mí mắt. Cái cây cọ bé hơn như này cũng nhỏ như giống như nhau, nhưng nó hơi bát một chút thì mình để đánh mắt dưới nhá. Còn một cái cọ tròn như này nữa, cọ như này mọi người ạ. Cọ này để các bạn đánh cái hốc, mà cho những cái bạn mà cái mắt của các bạn ấy bị sưng chẳng hạn, giống như mắt mình đánh cái cọ này đó. Và kết thúc cuối cùng đó là cái cây cọ này. Cây cọ này là cây cọ gì ạ? Cọ đánh viền môi nha mọi người. Trên đây mình đã review 12 cây cọ trong bộ cọ Nick này. Và giá của nó rất là ok. Đấy. Thì mọi người có thể tham khảo chia sẻ cái clip này của mình để biết về cách dùng cọ, loại cọ trang điểm nha. Xin chào mọi người.